Ngày nay thì xu hướng sử dụng điện thoại kích thước lớn đã quá phổ biến. Có rất nhiều hãng điện thoại và nhiều phân khúc giá cho một chiếc điện thoại màn hình lớn. Nhưng một chiếc điện thoại lớn thực sự tốt thì cần phải có hai yếu tố. Thứ nhất, đó chính là nó phải thực hiện tốt nhiệm vụ của một chiếc điện thoại thông tin và liên lạc. Và thứ hai, đó là tận dụng được lợi thế của màn hình lớn. Và chiếc điện thoại mà S-Channel cho là phablet tốt nhất trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc Sony Xperia Z Ultra. Khi mức giá hiện tại của Z Ultra đang ở mức khá tốt, chỉ khoảng 6,9 triệu đồng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì thiết kế Omni Balance của Sony đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Một thiết bị vuông vắn, bốn góc được bao tròn và sử dụng hai mặt kính được làm từ kính cường lực. Chiếc Xperia Z Ultra này trông thật sự sang trọng, lịch sự và mạnh mẽ. Xperia Z Ultra còn nổi bật với độ mỏng chỉ 6,5mm, màn hình siêu lớn 6,4 inch, lớn hơn rất nhiều so với những mẫu phablet cùng tầm giá trên thị trường. Tại thời điểm mà Z Ultra ra mắt, Sony dường như đã tập trung vào trang bị cho chiếc máy này hàng loạt những công nghệ tân tiến nhất của hãng. Tận dụng kích thước màn hình lớn, Z Ultra mang trên mình giải màu Triluminous, đem lại nhiều sắc độ màu chính xác và rực rỡ, cùng với X-Reality for Mobile, một trong những công nghệ nổi tiếng trên những cái thiết bị TV chuyên dụng, hỗ trợ khả năng hiển thị trung thực ấn tượng hơn. Trên một số mẫu phablet khác, màn hình lớn hơn thì chỉ đồng nghĩa với việc phóng to mọi thứ lên, trông cho có vẻ dễ nhìn hơn, còn với sản phẩm Xperia Z Ultra thì khác. Máy có khả năng xử lý thông tin hiển thị sao cho hợp lý nhất và hiển thị được nhiều thông tin hơn ở trên kích thước 6,4 inch. Khi cùng hiển thị một trang web với một mẫu phablet khác, ưu điểm của Z Ultra được nổi bật ngay lập tức. Màn hình của Z Ultra cho phép hiển thị nhiều thông tin hơn hẳn. Z Ultra được đánh giá cao về khả năng hiển thị màu sắc, độ sắc nét. Tuy không có bút stylus kèm theo hay các tính năng thông minh phục vụ cho ghi chú như ở S Note của các dòng Samsung Galaxy Note, nhưng màn hình của Z Ultra lại có thể sử dụng linh hoạt với rất nhiều loại bút khác nhau, kể cả những loại bút như là bút chì, bút bi, bút mực. Ở mức giá khoảng 6,9 triệu đồng thì khó có thể tìm được một chiếc điện thoại hay máy tính bảng nào có thể có khả năng chống nước trong vòng 30 phút ở độ sâu 1,5 m như là Z Ultra. Một điểm mạnh vượt trội nữa nằm ở vi xử lý S800 2,2 GHz và bộ nhớ RAM 2GB. Với vi xử lý này thì Z Ultra có thể đảm nhiệm tốt và thực thi mọi thao tác nhanh chóng mượt mà. Hiện nay thì con chip S800 vẫn được coi là một con chip có hiệu năng mạnh và đáng mơ ước của những đối thủ cùng mức giá với Sony Xperia Z Ultra. Khả năng giải trí thì luôn là một thế mạnh của những sản phẩm đến từ Sony, Z Ultra cũng không ngoại lệ. Một chiếc phablet 6,4 inch thì khả năng giải trí là vô cùng quan trọng. Z Ultra hỗ trợ giải trí tốt hơn nhờ có màn hình lớn hơn, chất lượng hiển thị xuất sắc và có góc nhìn rộng. Sản phẩm Z Ultra tại thời điểm ra mắt cũng là một trong những cái sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, nhưng đến hiện nay nó đã giảm giá xuống chỉ còn ở phân khúc tầm trung. Nhưng Z Ultra lại hội tụ được tất cả những cái kết nối thông minh và tiện dụng nhất hiện nay như là mạng 4G LTE hay kết nối không chạm NFC. Và ở trên tất cả những cái tiêu chí để đánh giá một chiếc phablet tốt nhất thì Z Ultra hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt. Máy có thiết kế đẹp, chất lượng hiển thị tốt hay tất cả các hoạt động phục vụ cho nhu cầu công việc, đặc biệt là khi Z Ultra hiện nay đã được giảm xuống mức giá, có thể nói là nhiều người sẽ sẵn sàng mua để sở hữu một thiết bị có kích thước màn hình lớn, cấu hình hiệu năng ổn và đem lại khả năng giải trí cao cấp. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn và qua trải nghiệm thực tế sản phẩm Xperia Z Ultra tại các cửa hàng của Cellphones hoặc truy cập thêm vào trang web cellphones.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá cũng như là các ưu đãi kèm theo khi chọn mua sản phẩm Sony Xperia Z Ultra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.